mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Con xin phát nguyện học thuộc kinh Địa Tạng Bồ Tát, bổn nguyện để tham gia cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Cầu xin Thập Phương Tam Bảo, Đức Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương ngư không pháp giới, đại từ đại bi tác đại chứng minh gia hộ cho con. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện phẩm thứ 9, xưng danh hiệu chư Phật phẩm thứ 9 lúc đó. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay con vì chúng sinh trong đời sau mà phô bày những sự lợi ích, làm cho trong vòng sinh tử đặng lợi ích lớn, cúi xin Đức Thế Tôn cho phép con nói đó. Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nay ông muốn khởi lòng từ bi, cứu vớt tất cả chúng sinh mắc phải tội khổ trong rõ đường mà diễn nói những sự chẳng thể nghi bàn. Bây giờ đã chính vậy lúc vậy, ông nên nói ngay đi. Giả sử ông có thể sớm nằm trong nguyện đó, ta giàu có và niết bàn cũng không còn phải lo ngại gì tất cả chúng sinh ở hiện tại và vị lai nữa. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây mà tạm thời sinh lòng cung kính, người ấy này đặng siêu việt tội, đặng sinh tử trong 40 kiếp, ông nạp vẽ đắp cúng dường tán thán hình là cúng ta cường này được vô lượng vô biên công đức phước lợi. Lại hằng hà xa kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Bửu Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây phát tâm quy với Phật trong khoảng khảy móng tay, người là chọn hẳn không còn thối chuyện nơi đạo vô thượng chánh giác. Lại về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thoát qua nỗi tai, người này sẽ được 1000 lần sinh lên 6 tầng trời cõi dục hướng là chí tâm dương niệm. Lại bất khả thuyết kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây phát tâm quy với Phật trong chừng một niệm, người này sẽ được vô lượng các Đức Phật thoa đảnh thọ ký cho. Lại về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Câu Niu Tôn Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây chí tâm cung kính lễ bái hoặc lại tán thán, người này nơi pháp hội cùng nghìn Đức Phật trong nghìn kiếp làm vị đại pháp vương, đạo Phật thọ ký đạo vô thượng cho. Lại về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thời khỏi sao đạo và ác đạo, thường sinh ở chốn trời, người hưởng sự thọ cử thọ sự vui thử thắng vi diệu. Lại vô lượng vô số kiếp hằng hà xa kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Đa Biểu Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây liền khỏi sao đạo và ác đạo, thường ở tại cung trời, hưởng sự vui thủ thắng vi diệu. Lại về thuở quá khứ, có Đức Phật Đức Phật ra đời hiệu là Biểu Tướng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây sinh lòng cung kính, người ấy không bao lâu sẽ đặng quả A La Hán. Lại vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Ca Sa Tràng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây liền khỏi đọa vạc, là được siêu thoát tội sinh tử trong 100 đại kiếp. Lại về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây từ ngày này sẽ được hằng hà xa chư Phật nói nhiều pháp màu cho, đều đặng thành đạo Bồ Đề. Lại về thuở quá khứ, có Đức Tịnh Nguyện Phật, Đức Sơn Vương Phật, Đức Chí Thắng Phật, Đức Tịnh Danh Vương Phật, Đức Chí Thành Tiểu Phật, Đức Vô Thượng Phật, Đức Diệu Tinh Phật, Đức Mãn Nguyện Phật, Đức Nguyện Diện Phật, có bất khả thuyết Đức Phật Tế Tôn như thế. Tất cả chúng sinh trong thuở hiện tại, thuở hiện nay, hoặc là trời, hoặc là người, hoặc người nam người nữ, chỉ niệm được danh hiệu của một đức và thôi, do vô lượng được vô lượng cũng đức huống là được niệm được nhiều danh hiệu, những chúng sinh đó lúc sinh lúc tử đọng nhiều phước lợi, không còn đọa và ác đạo nữa. Như có người nào sắp mạng chung mà hàng tân tuyến trong nhà nhận đất của người vì người bệnh sắp chết đó mà lượng niệm lớn tiếng danh hiệu của một đức Phật, thời người chết đó trừ đọc tâm tội vô gián, các nghiệp báo khắc tiểu xuyên tất cả năm tội vô gián kia, giờ rất nặng nề đằng nhé trải qua ước kiếp không ra khỏi đặng quả khổ. Nhưng giờ lúc lâm chung về nhờ người khác mà niệm danh hiệu của chư Phật, cho nên các tội nặng đó cũng lần lần tiêu sạch. Năm tội vô gián kia giờ rất nặng nề đằng chết trải qua ước kiếp không ra khỏi đặng khổ, nhưng bảy lâm chung nhờ người khác từ đó mà sinh danh hiệu của chư Phật, nên kiếp từ đó lần lần tiêu sạch, vốn là những chúng sinh tự mình xưng danh hiệu của chư Phật, người đạt vô lượng phước lành trừ diệt vô lượng khổ. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện phẩm 9 hết. Bổn hạnh Địa Tạng thể nguyện rộng sâu gậy vàng chiếu sáng độ chúng sinh địa ngục khổ không ngần, tinh tấn kiền thành khỏi mắc khổ trầm luân. Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp, Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp, Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát, tác đại chứng minh. Ha ha ha, Bồn Sắc Mô Đi So Ha.